đã rộng à. Quan hệ trong giấc mơ thì đúng thực sự là cơn ác mộng mà đéo hiểu sao. Sáng thứ hai trong cờ thằng em mình lại khóc. Cô đơn lâu quá giờ không có chỗ nào cho nước mắt để rơi đi. A hi hi, người yêu cũ là đồ con chó. Đồ con chó. Tao nhìn thấy có thằng nào đó đưa mày vào trong ngõ. Đi đâu cả. Đéo như con lợn em nào có tiền thì đâu dây chuyển đi SH. Nói thật chứ tao mà không biết bát thì thằng đấy không cười gì luôn. Bò đẹp dài mỗi tội đang nợ hơi nhiều. Có thằng dù tao đi bán ma túy đá nhưng mà sợ hơi nhiều. Bán chả được bao nhiêu sẵn đồ bú nhiều lại đâm ra ngáo. Có mấy bà chịu u bò mấy và tin bốc lại đi làm che bao. Nhưng mà từ giờ đến tối cũng xoay được tiền là quả của chó. Yêu đương gì tầm này tiền ăn mình chẳng có. Tình yêu tốt thì đưa lại sẵn gọi được tầm thế nào. Cho không cả bao nhiêu thôi chứ chứ chẳng ai mới ai đâu. Anh nó bảo là chơi ít thôi. Nó gặp mày chờ dịch vụ. Mày chơi cái gì mà tao mất môi. Chờ thích anh cho chim mà nào cứ như là đang đi vào Hà Nội. Mà đi đứng không cẩn thận mấy thằng xe buýt nó đâm trên tôi. Thôi được rồi, chiều sang đây tao đưa mày qua đơn tim hà. Vậy trong ngày ở trong địa bàn Hà Nội chứ không phải đi đâu xa. Còn dưới ta gì mày cũng mang đây muốn vay bao nhiêu cũng có. Mày chỉ việc nhận lấy tiền con mẹ thôi cứ để anh lo. Mày hiểu không? Bỏ đi em, giúp mình thôi chứ dạo này anh nặng tin chay. Chính là ngày xưa mấy con bò lạc ngoài đường là anh một chai ngay. Mà chung ngày giờ anh sống mạnh mạnh lắm. Không phải anh ấy, cứ đón anh mạnh phải thôi làm gì. Anh kẹo với anh là trôi ngay.